Câu chuyện giáo dục, thưa quý vị, năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 6. Đáng chú ý, môn giáo dục địa phương lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy gồm 6 phân môn là ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, âm nhạc và mỹ thuật. Để nâng cao chất lượng dạy học môn học này, các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có sự đầu tư nghiêm túc sáng tạo trong giảng dạy, mang lại cho học sinh sự hứng thú đối với một môn học mà nhiều em luôn xem là môn học phụ hoặc chỉ là hoạt động ngoại khóa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thi thuyết trình về đờn ca tài tử bằng tiếng Anh và tiếng Việt, biểu diễn đờn ca tài tử, tìm hiểu về các loại hình âm nhạc truyền thống, v.v. Những hoạt động này ngày càng thu hút nhiều học sinh của trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, huyện Trảng Bom tham gia. Đây cũng là nội dung phân môn âm nhạc nằm trong môn giáo dục địa phương được nhà trường bắt đầu giảng dạy từ năm học 2021-2022. Nếu như trước đây các em khá thờ ơ với bộ môn này, thì nay các em trở nên hào hứng hơn khi được tham gia các hoạt động như thế này. Khi mà được tiếp xúc với cái hoạt động như thế này thì em cảm thấy là đây là một cái hoạt động rất là hay và em đã bắt đầu có hứng thú với loại hình nghệ thuật này hơn. Với phân môn âm nhạc thì trường chúng tôi cũng rất là cố gắng áp dụng nhiều giải pháp khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và giúp cho các em có sự hứng thú và tích cực nhất khi mà tham gia học, như là tổ chức trò chơi hay là tổ chức những cái hội thi ở trong nội dung trong trường hoặc là trong lớp, trong tập thể lớp, hoặc là tổ chức các hoạt động tham quan dã ngoại. Với những kết quả mang lại trong dạy và học, trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp đã được Hội đồng Bộ môn Âm nhạc, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai chọn tổ chức hai chuyên đề gồm giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy phân môn âm nhạc trong nội dung giáo dục địa phương bậc trung học cơ sở và khám phá nét đẹp văn hóa Đồng Nai qua loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử. Nội dung hai chuyên đề đã giúp cho đội ngũ giáo viên âm nhạc trong tỉnh có dịp trao đổi, học hỏi để nâng cao hiệu quả dạy học đối với bộ môn này. Các nhà trường có thể vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt để lựa chọn những cái hình thức tổ chức dạy học phù hợp với cái nội dung địa phương mà trong chương trình đã có. Thì có thể chọn cái chuyên đề về nhạc cụ dân tộc, châu ro, châu mạ hoặc là những cái hình thức hoạt động khác, làm sao đó để học sinh được tiếp cận, được tìm hiểu, được vận dụng những cái kiến thức đã học trong cái nội dung giáo dục địa phương để phát huy tốt, nâng cao tốt cái chất lượng hiệu quả cái môn phân môn âm nhạc trong cái nội dung giáo dục địa phương. Để làm phong phú hơn đối với bộ môn âm nhạc nói riêng và giáo dục địa phương nói chung, bên cạnh việc tổ chức cho học sinh được tham gia các hội thi, tham quan dã ngoại, khám phá nét đẹp văn hóa của Đồng Nai, trong thời gian tới, trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp sẽ tiếp tục có sự đầu tư đối với môn học này qua nhiều hình thức để học sinh được tiếp cận và gần gũi hơn với các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ban giám hiệu trường sẽ thu góp, đóng góp ý kiến của quý thầy cô. Từ đó, quý thầy cô sẽ đề xuất ra những cái nội dung cần, những cái trang thiết bị cần để phục vụ cho bộ môn âm nhạc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 sắp tới. Thì từ đó ban giám hiệu nhà trường sẽ cân đối nguồn ngân sách và trang bị cho quý thầy cô bộ môn âm nhạc để làm sao được các em được tiếp cận trực tiếp nhất đối với lại những cái dụng cụ âm nhạc, những cái bộ môn mà những cái chương trình, những cái tiết mà cần đến những cái dụng cụ âm nhạc truyền thống thì nhà trường sẽ trang bị cho quý thầy cô trong bộ môn âm nhạc. Lâu nay, việc đưa nghệ thuật truyền thống vào nhà trường không chỉ là mong muốn của các cơ sở giáo dục mà còn là trăn trở của các nghệ nhân. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, rất cần sự quan tâm phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống. Bởi thực tế, nếu được đầu tư nghiêm túc, chắc chắn môn giáo dục địa phương không đơn thuần chỉ là môn học giáo dục học sinh có ý thức tìm hiểu về nơi mình sinh sống, thêm yêu quê hương đất nước, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, mà còn là hoạt động thiết thực giúp các em phát huy năng lực, thế mạnh của bản thân.